Mỹ Vân đang ở ngã 6 Phù Đổng, Sài Gòn. Có lẽ không có người Sài Gòn nào mà không biết đến hoặc không từng đi qua ngã 6 Phù Đổng, nơi giao nhau của 6 con đường khác nhau mang tên Gia Long, Phạm Hồng Thái, Phan Văn Hùng, Ngô Tùng Châu, Lê Văn Duyệt và Võ Tánh. Ngày nay chỉ còn tên đường Phạm Hồng Thái là tên cũ, còn tên đường Gia Long thành Lý Tự Trọng, Phan Văn Hùng thành Nguyễn Thị Nghĩa, Ngô Tùng Châu thành Lê Thị Riêng, Lê Văn Duyệt tích thành Cách Mạng Tháng 8, còn Võ Tánh thành Nguyễn Trãi, Núi Sài. Hello, 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 hello everybody. Hôm nay mấy má con của em lại mấy má con của Mỹ Vân lại đi ra ngã 6 Phù Đổng uống sinh tố. Ở đây nhìn vui lắm, về đêm quá trời vui rồi các bạn. Đây là măng phượng đến từ Paris. Hay hai cái măng ơi. Hai. Măng nổi tiếng quá chừng luôn à. Bây giờ là chào theo từng tiếng đi, từng tiếng mỗi nước. Dạ, yeah, em chào đi em. Cái này là bonsoir. Bonsoir. Chào rồi. Sài Gòn chợ lớn chào sao? Ni hao. Ai xin chào. Hai tiếng luôn. Em chào sao em, Campuchia? Công chúa Thái Lan. Thảo Phun Khà. Ok, để Mỹ Vân quay lại cho mọi người xem cái cảnh ban đêm ở Sài Gòn nhé. Bây giờ khoảng 11 giờ rưỡi đêm. Ngày thường thứ hai thôi mà rất là vui. Từ năm 1966, thì bùng binh này được gọi là ngã 6 Phù Đổng, còn trước đó thường được gọi là ngã 6 Sài Gòn, là một trong số ít ngã 6 của đô thành thời đó. Tên gọi này xuất phát từ tượng đài nhân vật huyền thoại Thánh Gióng, tức là Phù Đổng Thiên Vương đang cưỡi ngựa. Tay nắm thân tre được binh chủng thiết giáp dựng lên năm 1966. Thánh Gióng được coi là thánh tổ của binh chủng này. Cả trước và sau khi tượng đài Thánh Gióng được xây dựng, thì phần đế bên dưới là đảo giao thông đều có hình elip chứ không phải là bùng binh hình tròn như thông thường. Một điều đặc biệt là trong truyền thuyết, Thánh Gióng chỉ cưỡi ngựa khi đã thành người lớn, nhưng tượng này vẫn thể hiện Thánh Gióng là một trẻ em. Ok, và em sinh tố đã ra rồi. Em bao nhiêu tiền ly vậy em? Dạ, của mình 45 ly đồng giá. 45 đồng là mấy đô ta? Em trả cho 2 đô. 2 đồng phải không? Trà đá, trà đá. Rồi, để em lấy trà đá. Lấy trà đá. Thế là ăn uống gì nữa? À, chả nước chứ. Sao được không em? Tại vì em uống gì đó? Sao bụi chê. Ok. Em đi thay kì. Sao bụi chê thà. Sao bụi chê thà. Sao bụi chê thà. Ok, như sao bụi chê đầu mùa hả em? Nó hơi chắc chắc. Măng ơi, măng uống thử đi coi sao. Quả hậu. Cho 2 giây đàng hoàng xíu đi, khoa hậu Thái Lan. Được không măng? Thơm ngon là măng. Bên Pháp là bán khoảng nhiêu một ly mà? Pháp mẹ, có đi ăn hàng thì đồng ý. Hiếm lắm măng ạ. Dạ. Về đây thì thích nhất là mình được đi ăn uống vỉa hè măng ạ. Đi lang thang lề đường này rất là vui. Mất nhiều à. Dạ. 7-8 đồng. Dạ. Ở đây mình có 1 ly 2 đồng. Dạ. Cà phê lề đường có đèn chất. Em gái xinh đẹp. Em cho đi pha tại chỗ. Ba lê bơ cho đẹp da. Em dancer hả em? Apple juice. Sao đây là màn múa lửa của các em gái đường phố. Mà nó đâu có về, nó đi nó kêu thằng hàng tới. 200 đó mà phải đổi ra 20 đồng.
nó kéo tới là nhiều. Hồi nãy đã có một em rồi à, xong cho tiền rồi, bây giờ mấy em khác tới. Thôi, cô giật mình, con đừng có ấy cô nữa. Về nó đạp con ơi. Đây. Ba con nhà. Ba con ấy rồi kìa. Ba con đâu? Tại sao ba con ở nhà mà con ở đây? Thôi. Mẹ con nhà, mẹ con ở nhà, con phải đi bán. Các bạn nhìn thấy là cái cảnh mà ngồi vỉa hè xong rồi nướng cá mực buổi tối ở trên cái xe này. Trời ơi, thơm quá trời luôn nè. Rồi nướng mực nha, vui lắm nha. Canada mình có cảnh này không ta? Ok, xem em này nướng mực này. Than lửa hồng luôn. Ta chỉ quay xíu nha. Nướng dễ thương chưa? Mực thơm quá trời thơm luôn nè. Đó là một xe mực. Xe mực. Nhìn quang cảnh ngồi vỉa hè vui không các bạn? Đây đang ngồi ở ngã 6 Phù Đổng. Tới rồi, vô, 1, 2, 3, action. Dạ. Vô. Có chừng xỉn nha em. Các bạn xem cái video Mỹ Vân quay lại cái cảnh đường phố buổi đêm của Sài Gòn như thế nào ạ? Em ơi, nói đi em. Không có dù. Tại vì tới lúc mình cái nó lóng xe. Ơi, tôi đang nói mà nó giật ngược tôi vậy đấy à. Tôi chuyển máy quên này, nói đi em. Đó, Hoa hậu Lê Anh, nói đi. Hoa hậu Lê Anh. Chị Hoa hậu Lê Anh quý vị. Về đêm chị khuyên. Vui không quý vị? Không biết nói gì hết, tại vì mình đang ra. Chắc là đến khúc này cũng phải cảm ơn mọi người nhiều lắm. Vì ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, Mỹ Vân có một cái kỷ niệm thật là đáng nhớ. Là cái kênh Mỹ Vân Canada đã được 1.000 subscribe. Very happy. Được 1.000 rồi Măng ơi, và con đã bắt đầu được mở nút để tính tiền rồi ạ. Khi là con có tiền là mời Măng đi uống xích tố. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Mỗi một ngày cày view cho Mỹ Vân nha. Không thích cũng cứ cày đi, không sao hết nha, cứ để cho nó chảy đi. Một cày con cháu dòng họ coi nhiều mang ra mở hết cho Mỹ Vân. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Thank you, bye.